Hey, chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị em mình nha. Lại là em Tân đây. Hôm nay thứ ba rồi anh em ơi. Buổi sáng thứ ba ngày 27 tháng 8 ha. Quay về con xe vừa nhập đội cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Xe Nhật giấy tờ đầy đủ, máy im ngon lành anh em ơi, giá từ 3 triệu 800 ngàn ha. Đó. Future 2 nè. Cúp 50 GS Suzuki SQM, các xe đủ thứ loại, em có đủ loại nha, xe qua lâm nè. Xe kéo cho anh em 1 triệu 200 ngàn, xe kéo cho anh em mình gắn xe máy lên kéo luôn nha anh em. Đó, qua lâm 12 triệu trong kia ha. Trong nhà em còn rất là xì nhiều xe, các mẫu xe 50, xe số, xe tay ga, xe điện gì có hết nha anh em. Đó. Nay quay bốn con xe mới vừa nhập đội buổi sáng cho cô chú anh chị mình tham khảo nè. Trước mắt anh em là một con Charlie nha, xe dọn đẹp mới liền lạc lên đề luôn nha anh em, có đề luôn nha. Chứ một con Future 2 nè. Con Future 2 là 13 triệu rưỡi ha. Con Charlie này là em bán 8 triệu nha. Giấy tờ đầy đủ, bình đề giấy tờ đầy đủ, máy im ngon anh em, có đề luôn anh em, đặc biệt xe dọn chuyển đẹp có đề luôn nha. Giá 8 triệu Việt Nam đồng nha, biển số là 71 nha. Rồi Nogo 5 giá 5 triệu Việt Nam đồng, bình đề giấy tờ đủ, máy im ru, xe liền đẹp luôn nha. Đó. Yamaha Taurus giấy tờ đầy đủ luôn, 3 triệu 800 ngàn anh em ơi. Yamaha Taurus đèn led sáng cực kỳ luôn ha, đồ zin theo xe hết ha, 3 triệu 800 ngàn. Quay dây con xe giá rẻ cực kỳ cho anh em mình tham khảo nha. Xe đạp điện bình ngon lành, giá từ 3 triệu mấy anh em ơi. Đó. Ốt của em giấy tờ bình đề đầy đủ, giá 3 triệu mấy ha. Ghim lùng thái giá 7 triệu xíu ha. Đó. City ghim cúp đồ dọn mới các kiểu nha anh em. Đó. Xe ghim giấy tờ đầy đủ 4 triệu. City bình đề giấy tờ đầy đủ ngon lành, 6 triệu rưỡi bánh có ba ga chở đồ cho anh em luôn ha. Đó, mấy dòng xe này em có quay sơ rồi thì em chỉ quay sơ sơ cho anh em mình coi ha. Rồi giờ quay chi tiết cũng như báo giá bốn con này, quay chi tiết cho anh em mình dễ coi, dễ tham khảo, dễ chơi ha. Đó. Trước mắt anh em là một con Charlie nè, Charlie đời cổ ha, biển số 21FK28 xin lỗi 2028 ha. Đó, xe liền lạc sạch sẽ đẹp anh em, chủ cũng mới dọn đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, anh em nhìn đánh giá luôn ha. Đó, xe đặc biệt cái là xe dọn zin anh em, nguyên zin nguyên thủy, dọn kiểu zin nha. Nó bình đề đủ ha, máy ru đề nhẹ là chạy ha. Đó. Máy cực kỳ im ha, đặc biệt có đề nha anh em. Đó, con này bán cho anh em mình 8 triệu Việt Nam đồng ha. Con Charlie ha. 8 triệu Việt Nam đồng. Giấy tờ đầy đủ, bình đề giấy tờ đầy đủ, máy ru anh em ơi. Đó. Rồi trời mưa luôn anh em ơi, mưa ha. Để em cũng tranh thủ nói cho anh em sơ sơ ha. Future 2 giấy tờ đầy đủ anh em ơi. Con này 13 triệu 500 ngàn ha. Xe zin đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Đó, nguyên zin luôn ha, có gỗ cho anh em luôn ha. Bình đề giấy tờ đầy đủ, máy im zin ngon anh em. 13 triệu Việt Nam đồng cho con Future 2. Liền đẹp luôn. Nó anh em muốn sang tên thêm tiền ha. Giá 13 triệu là giá này bao tranh chấp cửa hàng anh em. Đó, anh em muốn sang tên thêm tiền ha. Đó, mưa luôn rồi. Future 2 13 triệu 500 ngàn, bình đề giấy tờ đủ, máy im ngon lành, xe nguyên zin anh em. Đó. Charlie thì 8 triệu Việt Nam đồng, giấy tờ đầy đủ, máy im ru bình đề luôn ha, ngon lành luôn ha. Rồi. Đó. Mưa to quá anh em ơi, em quay sơ sơ ha. Nogo 5 5 triệu Việt Nam đồng, bình đề giấy tờ đầy đủ, máy im ru, biển số 36 nha anh em. Giấy tờ đủ thì bao nhiêu chấp cho anh em mình, anh em cứ đi thôi ha, khỏi sợ gì hết ha. Đó. Taurus Yamaha nè, xe cũng liền lạc nè, đầy đủ sạch sẽ nè. Giá 3 triệu 800 ngàn, giấy tờ đủ cho anh em mình chạy vô tư cày bừa thoải mái luôn ha. Đó. Xe cũng liền đẹp ha, Novo 5 cũng vậy, liền đẹp sạch sẽ anh em ha, không có bể không gì hết ha. Đó, xe đầy đủ cho anh em mình chơi ha. Anh em qua quan tâm Charlie thì liên hệ trực tiếp ha, số điện thoại là 0346854213 ha. 4213. Địa chỉ mới gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Lắc, tỉnh Bến Tre. Charlie này gắn cái gỗ mới nha anh em, đẹp luôn ha, gỗ đúng của Charlie luôn ha. Cùm công tắc đồng hồ đầy đủ anh em, bao tay kiển luôn ha. Đó, mọi chức năng trong là hoạt động ok nha, đèn kèn nghiêm chỉnh nha. Đó, có đèn, có kèn nhan, đồ pha cốt đầy đủ hết anh em ha. Xe có ba ga giữa đẹp luôn ha, yên thì lọt yên kiển đẹp luôn nha, ba ga sau. Đặc biệt cái đèn đích chế nè anh em, đèn led luôn nè. Chơi đẹp không? Đèn led luôn nè. Led rồi quá sáng, phải dán thêm keo màu xanh nè, hai cái đèn nhan đầy đủ cháy sáng luôn nè ha. Đèn nhan đèn led luôn ha. Đó. Xe dọn rất là liền đẹp anh em, te đầu sạch sẽ ha. Xe có bình đề luôn nha. Dàn chân còn rất là đẹp nha. Đó, có bình đề luôn nè. Chế gục đề ở dưới anh em, cái dòng này thì không có đề ha, được chủ xe độ lên có đề ha. Anh em học sinh này, đặc biệt cái xe này còn cái tem zin theo xe còn nữa anh em nè, cái tem này zin theo xe này ha. Đó. Giấy tờ hợp lệ hết anh em, bình đề giấy tờ đủ, máy ru xe được chủ xe mới dọn mới lại ha. Đó.
đèn led trước nha, hàng nhanh đèn led luôn ha, đèn led còn hoạt động nghiêm chỉnh nha anh em. Đó, em mở đèn cho anh em coi nha. Đó, mở là cháy liền ha. Nãy mở chỗ nào em quên rồi. Đó, vô hết xăng rồi anh em ơi. À, nổ máy lên nó mới cháy nha. Đó. Có đèn led trước sau luôn em ha, có gỗ rất là đẹp luôn ha, đèn ghim theo xe còn luôn ha. Đó. 8 triệu Việt Nam đồng anh em mình chơi được. Alo ha, Charlie ha, Charlie đời cổ luôn ha, xe dọn bình đề giấy tờ đủ máy ru anh em ơi, 8 triệu Việt Nam đồng. Đó. Full trời 2 dinh đẹp liền lạc 13 triệu 500 ngàn. Đó, anh em mua về đổ xăng chạy liền ha, anh em muốn sang tên thì thêm phí ha. Đó. Xe rất là liền đề lạc đẹp sạch sẽ nha anh em. Đó, em còn 2 chiếc ha, anh em muốn xe mà rẻ hơn thì còn con full trời 2 này ha, nguyên zin luôn ha, 8 triệu rưỡi. Anh em mà khéo tay thì mua con này về chỉ việc sơn phết lại là đẹp ha, gắn thêm cái bửng trước là đẹp ok ha. Anh em học sinh muốn, mấy bạn học sinh, bé học sinh muốn đi học mua chiếc này ha, 5 triệu ha. Đó, về chạy đi học luôn ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em mình xa gần tin tưởng rất là nhiều ha, sáng giờ cũng bán nhiều lắm anh em, sáng là được mấy được 6-7 chiếc rồi ha. Cũng cảm ơn anh em ở xa ở gần cũng tin tưởng cái ủng hộ ha. Đó. Xe thì bên em còn rất là nhiều ha, ghim quay cho anh em chở hàng. Xe chở hàng, xe đi chơi, xe đi làm, đi cài cho mấy bé đi học có luôn ha. Đó, xe thì bên em cũng còn nhiều nè. Con này bán 6 triệu rưỡi nè, cúp nè, dọn mới đẹp nguyên con nè. Anh em mình chơi được chơi ha, 6 triệu 500 ngàn cho con cúp ha. Cúp này cúp 70 cối nha anh em. Đó, cúp 70 cối bền đẹp cực kỳ anh em ơi. Xe liền lạc bền đẹp cực kỳ ha, biệt xe dọn mới nguyên con ha. Anh em mua về việc đổ xăng là chạy đây ha. Đó. Đời ghim 4 triệu Việt Nam đồng, xe lên đẹp, xe dọn như xe Nhật anh em ơi. Súp như súp be luôn ha, lốc lên lốc Honda ha, bình xăng liền lạc đẹp sạch sẽ, khô gáo máy im cực kỳ ha. Đó, con này là City nè. À, mới mở ra kiểm tra bình nè, cái bình thì bình mới thay nè anh em. Đó, bình này bình mới luôn ha, bình mới thay luôn. Con này 6 triệu rưỡi nè, bình đề với tờ đủ máy im ru. Rồi, con ghim mà 71 với 8 này 4 triệu ha. Đó, hai con ghim số thành phố này là 4 triệu nè, anh em chơi được chơi ha, xe liền lạc đẹp sạch sẽ ha. Chứ mấy con 50 nè, cho mấy bé đi học mấy bạn chưa có bằng lái mình chơi ha. Đó, quen pha cho anh em đi cài 9 triệu xe liền lạc đẹp zin anh em ơi. Anh em nào chơi được mình chơi ha. Rồi. Ghim trong đây em còn 2 con nè, một con này là bán cho anh em 4 triệu 9, con này 4 triệu 2 nè. Giấy tờ đầy đủ máy ru luôn ha. Đó. Xe này 71H3 nè, xe này là bình đề giấy tờ đủ bánh mâm luôn, đẹp cực kỳ luôn ha. Xe là bình gần như super, chạy im như super như xe Nhật anh em ơi. Lên toàn lốc Honda nè ha. Anh em thấy xe dọn bên em là lên đẹp hết. Cho anh em mình chạy là như super luôn ha. Anh em mình xem giấy thì biết Trung Quốc ha, nhưng chạy cực kỳ ha. Giá 4 triệu 9 nè, còn con trong thì không có đề anh em, 4 triệu 2 cũng máy ru 21 luôn ha. Đó, mấy dòng tay ga thì anh em mến dòng tay ga thì em còn 2 chiếc AB đầu bò nè. Đẹp cực kỳ, bền đẹp, máy chưa đụng chạm bất cứ gì luôn ha, 8 triệu 3 một con ha. Đó. Anh em chơi nô 4 nô 5 nô trong này thì đó, con này hôm bữa bán cho anh em là 6 triệu rưỡi không? Ủa xin lỗi, 6 triệu này xả cho anh em bớt 300 ngàn, anh em trực tiếp ghé có bớt vô tay ga bớt 300 anh em ơi. Đó, ngẹt này là giấy tờ đầy đủ máy ru bình đề luôn nè, 10 triệu 5 ha. Sirius nè, Sirius cũng còn nè, nhiều lắm nè. Đó. Super Cup nè, 10 triệu 500 ngàn bao sang tên nè, cũng còn nè ha. DH88 nè, 7 triệu 200 ngàn bình đề giấy tờ đủ máy ru, xe dọn đẹp mới nguyên con. Cup DD 10 triệu 500 ngàn, ngay chủ cho anh em mình chơi luôn nha, siêu dinh đẹp ha. Cho mấy ông chú bác nào sưu tầm ha. Đó, anh em có 4 còn một cặp đẹp cực kỳ luôn nè, 5 triệu con ha. Đó. Anh em nào mình chơi được thì alo trực tiếp số điện thoại em ha, 0346854213, địa chỉ ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Lấp, tỉnh Bến Tre. Cảm ơn cô chú anh chị em quan tâm theo dõi rất là nhiều ha, cũng cảm ơn những anh em sáng giờ cũng bán được 5-6 chiếc xe với mấy tivi ha. Cảm ơn anh em không ngại đường xa xôi mưa gió ghé ủng hộ em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đặc biệt anh em mà mua xe bên em thì em có chương trình tặng nón bảo hiểm cho anh em mình ha, em còn mới mua được 100 cái ha, anh em ghé sớm thì em đã tặng anh em mình ha. Đó, anh em mình ghé sớm thì mua bên em giao lưu có tặng nón cho mình ha. Đó, em còn để bên kia, để đây mấy cái là chật quá không để hết anh em ơi. Đó, anh em mua xe thì ghé đây em có tặng cho mình nón bảo hiểm ha, có giảm giá ha, có tặng móc khóa ha, có bao anh em uống cà phê luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ha, cảm ơn anh em rất là nhiều.